bạn ấy. Một đào mà anh cứ hỏi mình có bần đào đúng không? Đây này. Đây. Hỏi anh ấy bần đào đấy. Cái này 1 triệu này. 1 triệu mọi người ơi. Lúc nãy bán 1.2 triệu nhưng bây giờ hạ giá rồi. Hai ba người giành nhau này. Bạn. Bạn đi mua đào bạn. Đấy này, anh bán 1 triệu nhanh thôi. Rẻ chứ nó. Bạn lúc nãy là giành nhau giờ hạ rồi. Mình đang ở chợ đào Tất Kỳ quê mình mọi người ạ. Đấy mọi người này, đào rất là nhiều. Đào này em đi với cô Hóa mọi người ạ. Chờ phiến quê nhà đây để đi mua đào mọi người ạ. Một thằng bàn đâu nhỉ. Mình đang vào chờ đấy ạ. Chợ quê thì sao băng chợ thành phố được nhỉ? Ủa rồi. Đấy thì trận của mình đấy. Mày em gái mời mình mua hoa mọi người này. Quê mình đi hãy nói như đúng dùng chứng minh luôn. Chào cháu nhá. Đâu bánh đâu ăn cái gì đâu. Mô lê. Mô lê chứ. Mô khoai cũng được. Mô khoai. Mô bàn mình nóng ruột đấy. Chứ có vờ rồi. Mô lê chứ.
Ôi giời ơi, đi bán chờ Tân Kỳ mọi người ơi. Chờ Tân Kỳ. Đây là phía chợ Quế mình. Còn thằng hám đây hả? Đây đặt đi má, đây là tim đi má. Ô lê nhá. Mọi người có cần mua rau củ quả gì đến ủng hộ bạn mình? Đây mọi người, đấy có cà chua này, khoai này, khoai tây, hành, tỏi, gừng, rau, các thứ đấy. Bạn mình bạn đấy mọi người, ở chỗ Tân Kỳ. Bạn dạ đi đi xe lên đi bạn. Có chúng chạy này, chúng chạy nó nhiều rồi. Bạn đi tìm á. Bạn đi xe chúng dẫn đi. Mình đi bộ chúng cái quái. Thì trận lúc này là rất đông mọi người. Lấy cảm là quái đẹp hơn. Bây giờ thì bọn mình đang xuống cái chợ thứ hai á. Ngã tư thì chợ Tân Kỳ. Đây gọi là chợ chiều mọi người ạ. Để mình tắm đồ sáng lên. Đây là chợ chiều này. Bán đồ trẻ bên đường bên em đường đấy. Để mình chuồng. Bây giờ quay ra bây giờ ta bỏ này bên đường. Bây giờ mình đang đi vào cổng chợ mọi người ạ. Thương mọi người ạ. Đi vào cổng chợ. Để mình xem thằng bạn mình đừng ở đâu. Chờ nhưng mà thấy mùi nó hôi quá mình không đi được. Mình đi tìm bạn mình luôn, đi đâu đấy mình. Bạn mình nó đi đâu đó.
mình đấy. Ông Ban gửi xe đâu? Xe bố xe quảng lương đây. Biến lạy đó. Hiện tại giờ đi đã 4 giờ chiều đây mọi người ạ. Vé rồi bằng. Ấm men cồn đó, ấm men cồn đó. Chờ phần ấm men cồn. Thì mình cũng đang bận. Mình chắc phải về tập bôi bằng với anh em. Phải được chưa? Quay mà. Thì mình nhớ thằng bạn mình học quay. Mình sẽ quay được. Không ngờ đi ở chợ đây này có bán ông mồ đấy. Đấy, mình đang đi chào qua chợ đấy. Sáng quá. Để số 1, số 2 mới đi đây. Đường này đi đây. Số 8. Thì mới dừng lại bàn bỏ phải cốt. Đi đến nhà cốt. Dừng lại là bỏ phải cốt. Cái máy quay của mình không có trùng rúng nên mình đối đoàn nó hơi rúng.